Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hồi tưởng. Hồi tưởng trong sa sút trí tuệ là gì? Hồi tưởng có nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm sống, ký ức và câu chuyện từ quá khứ. Thông thường một người mắc bệnh mất trí nhớ có khả năng nhớ lại những thứ từ nhiều năm trước hơn những ký ức gần đây. Vì vậy sự hồi tưởng thu hút sức mạnh này, nhớ lại quá khứ là một phương tiện để sở hữu nó và từ đó giữ gìn bản thân. Làm thế nào để bạn sử dụng hồi tưởng? Họ hồi tưởng về thời xưa. Tôi nghĩ rằng khi tất cả những điều này ở phía sau chúng tôi có thể hồi tưởng về nó và có thể tiết lộ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã đạt được. Nó dễ dàng hơn để hồi tưởng về những kỷ niệm tốt chứ không phải là xấu. Khi tôi hồi tưởng, nó khiến tôi muốn du hành ngược thời gian để tận hưởng những trải nghiệm thú vị một lần nữa. Tại sao hồi tưởng lại quan trọng? Hồi tưởng liên quan đến việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc về trải nghiệm của một người để nhớ lại và phản ảnh về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của một người. Khả năng nhớ lại và phản xạ giúp người cao tuổi nhớ về người mà họ từng để giúp họ xác định danh tính của họ trong thời điểm hiện tại. Hồi tưởng trong tâm lý học là gì? Trị liệu hồi tưởng. Hồi tưởng có thể được định nghĩa là hành động hoặc quá trình gợi lại những trải nghiệm, sự kiện hoặc ký ức trong quá khứ. Mặc dù hồi tưởng liên quan đến việc nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, nó khuyến khích các bệnh nhân lớn tuổi giao tiếp và tương tác với người nghe trong hiện tại. Hồi tưởng là một cảm xúc phải không? Loại hồi tưởng và cảm xúc trước và sau khi hồi tưởng được phân loại. Phần lớn những hồi tưởng thân mật xảy ra trong bối cảnh của những cảm xúc tiêu cực. Trong hầu hết các trường hợp thay đổi, một cảm xúc tích cực ban đầu thành một cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như nỗi buồn hoặc nỗi nhớ. Bạn có thể hồi tưởng về những điều xấu phải không? Nó chỉ tự nhiên khi có quá khứ để nhìn lại. Xu hướng hồi tưởng về tuổi già trong một thời gian dài được nhìn nhận theo các tiêu cực như một loại rối loạn chức năng không lành mạnh hoặc ít nhất gây khó chịu cho người khác. Khỏe mạnh để hồi tưởng phải không? Nỗi nhớ là tốt cho bạn. Khi chúng ta hồi tưởng, cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn và cái chết ít đáng sợ hơn. Nỗi nhớ này tốt cho chúng ta theo nhiều cách hơn. Nghiên cứu cho thấy hồi tưởng giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn về hiện tại và hy vọng nhiều hơn về tương lai của chúng ta. Làm thế nào để tôi hồi tưởng lại quá khứ của tôi? Những cách thú vị để gợi nhớ: sử dụng đồ vật, mùi và thực phẩm để gợi nhớ. Đôi khi thật khó để kéo ký ức ra khỏi không khí mỏng. Sử dụng đạo cụ để kích thích hoặc ký ức, chẳng hạn như ảnh, vật lưu niệm, quần áo hoặc thậm chí các bài hát, video, thực phẩm và mùi. Là hồi tưởng là một điều tốt phải không? Hồi tưởng giúp người thân và bạn đối phó với việc già đi khi họ tái tạo ý nghĩa cuộc sống của họ bằng cách kết nối với quá khứ. Nó giúp khẳng định lại cảm giác quan trọng của họ. Thêm vào đó, chia sẻ quá khứ giúp người cao niên suy nghĩ về thành tích của họ và đánh giá cao những gì họ đã làm. Nó được gọi là gì khi bạn hồi tưởng? Hồi tưởng là một cách nói mơ hồ mộng, nhớ về quá khứ. Nếu bạn đang trao đổi những câu chuyện cũ với bạn bè và ghi nhớ những tất cả điều ngớ ngẩn bạn từng làm, thì bạn đang hồi tưởng. Hồi tưởng là tất cả về hồi ức hạnh phúc và suy nghĩ lại những câu chuyện từ quá khứ. Tại sao tôi luôn hồi tưởng về quá khứ? Bằng cách nhớ lại một ký ức về quá khứ, bạn đang nhớ lại bộ não của bạn đã chọn làm biến dạng nó, chứ không phải bởi thực tế của các sự kiện. Bởi vì những phẩm chất méo mó và dễ chịu của nó, người dành cả ngày quấn lên trong tưởng tượng của nó, khao khát nó trở thành một cách nào đó làm những người yêu thích. Tại sao hồi tưởng lại quan trọng đối với người cao tuổi? Hồi tưởng giúp người thân của bạn đối phó việc già đi
khi họ tái tạo ý nghĩa cuộc sống của họ bằng cách kết nối với quá khứ. Nó giúp chúng khẳng định lại cảm giác quan trọng của họ. Thêm vào đó, chia sẻ quá khứ giúp người cao niên suy nghĩ về thành tích của họ và đánh giá cao những gì họ đã làm. Mục tiêu của trị liệu hồi tưởng là gì? Các mục tiêu của trị liệu hồi tưởng là giúp một kết nối lại người. Trị liệu hồi tưởng có thể giúp mọi người kết nối với những người thân, yêu bằng mặc dù mất trí nhớ. Nó có thể giúp người khác xử lý các sự kiện cuộc sống nhất định. Trị liệu hồi tưởng có hiệu quả với người lớn tuổi. Ai đã phát triển liệu pháp hồi tưởng? Đó là tiến sĩ Robert Butler. Ý tưởng rằng hồi tưởng có thể trị liệu được đề xuất lần đầu tiên trong những năm 1960 bởi tiến sĩ Robert Butler, một bác sĩ tâm thần chuyên khoa về y khoa lão hóa khoa. Tiến sĩ Butler đã đề xuất những gì mà nhiều người hiện nay coi là khi đến gần cái chết, nhiều người thấy hữu ích khi đặt cuộc sống của họ trong viễn cảnh. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.